Trông thì có vẻ không giống, nhưng những kiện hàng này có chứa một trong những kim loại được thèm khát nhất trên thế giới, cho dù chúng cần được xử lý trước. Những viên pin ion lithium này thực tế được dùng cho các loại xe hơi điện, được lấy từ điện thoại hay laptop cũ. Trung Quốc đang ráo riết săn lùng từ kim loại này, khiến chúng trở nên khan hiếm, còn giá cả thì tăng phi mã. Để đáp ứng được nhu cầu này, dân Hàn Quốc đang xoay qua việc tái chế, hay còn gọi là hành nghề đồng nát. Hàn Quốc không có nhiều tài nguyên, vậy nên ngành công nghiệp tái chế đã trở nên vô cùng quan trọng tại đất nước này. Năm 2016, hơn 18 tỷ đô la kim loại được chiết xuất từ những nguyên liệu phế thải. Sungel Hitech là công ty tái chế pin lớn nhất của Hàn Quốc. Công ty này giờ đây cấp hàng cho một vài nhà sản xuất pin hàng đầu thế giới như Samsung hay LG. Năm nay, công ty này đã tăng gấp 3 sản lượng do nhu cầu tăng cao đối với các sản phẩm tái chế. Và với việc Trung Quốc đang vơ vét coban và lithium khắp nơi trên thế giới, công nghiệp đồng nát của Hàn Quốc có lẽ chỉ mang lại lợi nhuận thua mỗi việc đảo vàng.